Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh hùng chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà đồ của thể loại tân giang hồ. Kiếm hiệp. Quyền 12 chương 6 Chí địch quân hùng, hồi 1. Các anh hùng hảo hán tụ tập tại Đại điện nộ Thương Sơn, hôm nay là lần đầu tiên các thủ lĩnh nghị sự. Các danh tướng của Trung nghĩa đường Ngũ hổ tướng ngoại trừ phương tử kính tính cách cao ngạo và tiểu lữ bố mất tích không rõ, ba mạnh tướng còn lại đều hội tụ trên núi. Nội thương tái khởi, bầu không khí ngày xưa quay trở lại, năm con hổ đá dưới bậc thềm chính điện được chuyển vào một góc, theo nghị sự trước đó, sửa tên các danh tướng của sơn trại treo trên bức tường đá. Xếp thứ nhất là ân sư phương tử kính của Tần Trọng Hải, tiếp theo là uy chân hãn quốc sát Kim Thạch Cương. Thứ ba là người khai lập song long trại lục cô chiêm. Thứ tư là con trai của tần bá tiên hỏa tham nhất đao tần trọng hải. Thứ năm là thiết kiếm chấn thiên nam lý thiết sam. Người thứ sáu là nội tam đường thiên quyền đường chủ hạng thiên thọ. Còn lại là thương bổng giáo đầu cầm y vệ hách chấn tương. Đứng đầu mật thập nhất chỉ quan hòa thượng, hồng phấn kỳ lân, ngôn nhị nương, giải thao. Thường tuyết hận, năm vị tướng trung thành dưới chướng sát kim, đào thanh, cáp bất nhị, âu dương dũng, tổng cộng có 14 thủ lĩnh và 5 phiên quân. Đài cao của đại điện vốn đã xuống cấp, tần trọng hải nhìn không vừa mắt nên ra lệnh phá bỏ, trên đài cũng không hề bài trí đại vị, trông giống như một căn phòng bình thường của một gia đình giàu có, khoảng chục chiếc bàn ghế đối diện nhau. Những anh hùng trước mặt đều có lai lịch riêng, thậm chí có ngôn ngữ khác nhau, nhưng trong thâm tâm mọi người đều hiểu rõ lần này hào kiệt khắp nơi gặp gỡ ở nội thương sơn, tất cả đều là do tần trọng hải liều mình khởi sự. Đám người sát kim, lục cô chiêm tuy không nói rõ, nhưng trong lòng sớm đã nhận định tần trọng hải là chủ nhân của Sơn Trại, chỉ chờ sau khi hắn lập được công lớn, sẽ công khai đề cử để hắn vững vàng ngồi ở vị trí Sơn Chủ. Chỉ là Sơn Trại tuy có hổ tướng, lại không thể không có những mưu sĩ sáng suốt và có tầm nhìn xa nhập bọn. Năm đó nộ thương Sơn có hai đại quân sư, hợp xưng tả Long hữu Phượng, chính là trợ thủ đắc lực của sơn chủ Tần Bá Tiên. Hai người này văn thao võ lược, thông minh tuyệt đỉnh, có địa vị rất cao trong trại, ngoài bản thân Tần Bá Tiên thì hai người họ có địa vị tối cao nhất, quyền lực cũng rất lớn. Đêm hôm trước, Tần Trọng Hải nghe sát Kim nói chuyện, hỏi về lai lịch quan hệ của Thanh Y Tú Sĩ và sơn trại, thình lình phát giác hắn là Hữu Phượng Đường Sĩ khiêm năm đó. Tần Trọng Hải năm đó nửa đêm tìm kiếm Lưu Vân, hắn đương nhiên biết tầm quan trọng của quân sư. Sau khi biết được điều này, hắn vui mừng phát điên, ngày hôm sau thương lượng với các tướng lĩnh, tính toán tức khắc khởi hành tiến đến cửu Hoa Sơn, cũng tiện dò hỏi tâm ý của thanh y tú sĩ. Lúc này mọi người đã tụ tập ở đại điện, nhưng Tần Trọng Hải vẫn chưa đến nên mọi người liền ở trong điện tán gẫu chờ, thường tuyết hận ngủ chưa mới tỉnh, dâu tóc bù xù, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ rồi vội vàng bước vào, Mắt thấy một người đang quay lưng về phía mình, thản nhiên kéo lại hỏi, "Hôm nay làm gì vậy? Sao tất cả mọi người lại ở đây?" Hắn hỏi hai câu nhưng người nọ không trả lời, Thường Tuyết hận cười hắc một tiếng nói lại, lại nghe người nọ mắng, "Ra lý lạc oai oai nhi." Tần Trọng Hải giật mình, vội vàng nhìn xem, người trước mặt thể trạng cường tráng, dung mạo không giống nhân sĩ trung nguyên, là cổ lực Hãn thủ hạ của sát kim, đại ca của năm anh em ngoại phiên hắn không hiểu thường tuyết hận hỏi cái gì, không chịu được phiền phức mới mở miệng mắng. Thường tuyết hận nghe xong phiên lời nói, tự cũng mờ mịt khó hiểu, hỏi, trong nhà kéo cái gì? Ý phân sao? Còn đang nghi hoặc, một người cười ha ha, đi đến bên cạnh thường tuyết hận nói, thường huynh đệ, người ta kéo bà nội ngươi, ngươi còn rất vui vẻ. Thường tuyết hận phỉ nhổ một tiếng, quay đầu lại xem, thấy người vừa nói dung mạo uy vũ, thần xuyên trụ giáp là tần trọng hải bên cạnh còn có một kiều nương xinh đẹp mặc váy lụa màu hoa oải hương chính là ngôn nhi nương thường tuyết hận đang định mở miệng chửi bới tần trọng hải lại đã ngồi xuống gật đầu với một nam tử khác người nọ thân hình cao lớn đầy mặt phẫn nộ lại là sát kim thạch cương ông ho khan một tiếng nói mọi người đã đến rồi mời chư vị ngồi thường tuyết hận a một tiếng biết mọi người đang muốn nghị sự chuyện gì đó. Hắn nhìn quanh, chợt nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp đang ngồi ở phía tây, là ninh ninh hãn muội muội của cổ lực hãn. Hắn hì hì cười rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh mỹ nữ. Vừa ngồi xuống đã nghe Thạch Cương nói, lần này tìm kiếm tả Long Hữu Phượng, để biểu đạt sự thành tâm cần tần tướng quân nhất định phải đích thân đến thăm hỏi. Chư vị người mang tuyệt nghệ, ai nguyện cùng tần tướng quân xuống núi, thường tuyết hận đâu thèm cái gì long phượng rùa đen hắn người được mùi hương trên người ninh ninh hãn chỉ cảm thấy toàn thân nhũn ra lập tức làm mặt quỳ làm ra lãng tử phong tình mỉm cười nói tiểu cô nương thời tiết không tệ ninh ninh thấy bộ dáng thấp kém của hắn cũng không muốn để ý nhiều chỉ mở đôi mắt to long lanh như nước yên lặng nghe thạch cương nói chuyện thường tuyết hận hừ một tiếng thầm nghĩ phiên nữ này nghe không hiểu tiếng hán ra vẻ đứng đắn cái gì. Hắn ho khan hai tiếng, đang định nói thêm, thấy trong đại sảnh có người chậm rãi đứng dậy, hỏi, xin hỏi thạch tướng quân, tả long hữu phượng mất tích đã lâu, chúng ta có manh mối gì? Làm thế nào để tìm được họ? Người này thần thái trầm ổn, thân hình lại cực buồn cười. Chính là Kim Mao Quy Đào Thanh. Mắt thấy ninh ninh hãn biểu tình nghi hoặc, tựa không biết người này, thường tuyết hận cố ý đến gần, liền nói, hắn là Kim Mao Quy Đào Thanh, nào, ta dạy cho nàng nói tiếng Hán, Quy. Kim Quy. Ninh Ninh Hàn khẽ chớp chớp mi, quay đầu nhìn Thường Tuyết Hận, lập tức nở nụ cười như hoa. Thường Tuyết Hận cảm thấy thoải mái, duỗi tay chỉ vào chính mình, cười nói, công, kêu lão công. Nói nheo lại mắt, chỉ vào đám người tần trọng hải, ngựa ngùng nói, quy. Bọn họ tất cả đều là quy. Nhìn thấy đôi môi anh đào của Ninh Ninh Hãn khẽ run sắp cử động, Thường Tuyết Hận càng mừng rỡ hơn, chảy nước miếng trên mặt, chờ gia nhân mở miệng kêu to, cũng được một phen tự đắc. Nghe thấy một tiếng răng rắc lớn, mặt Thường Tuyết Hận sưng lên, Ninh Ninh Hãn đã đi vào đại sảnh, dựa vào thân hình cao lớn của Thạch Cương, giọng mệt mỏi nói: "Cha nuôi, người kia rất nhàm chán, cứ luôn bàn tán nhảm nhí, con gái có thể ngồi chỗ khác được không?" giọng nói lanh lành nhưng lại nói bằng tiếng Hán đích thực. Thường tuyết hận không ngờ rằng nàng hiểu tiếng Hán, nhất thời cả kinh ngây người, trong lòng kêu khổ thấu trời. Thạch cương xài bước tới, hét lên, tiểu tử lớn mật. Chúng ta đang nói chuyện đứng đắn, người sao dám nhân cơ hội quấy giày ninh ninh. Ông nắm chặt tay, lạnh lùng nói, ta nể mặt lão lục, cho ngươi cơ hội ăn năn hối lỗi. Mới vừa rồi chúng ta nói gì? Ngươi hãy thuật lại một lần. Thường Tuyết hận sợ tới mức toàn thân nhũn ra, cuống quýt nói, "Ta, ngươi, ngươi muốn bắt rùa." Thạch Cương vung nắm đấm lên, tức giận nói, "Tả Long Hữu Phượng từ khi nào biến thành rùa?" "Đồ khốn kiếp." Thường Tuyết hận xuất thân xong long trại, nào biết danh tiếng của Long Phượng, sát kim lại nói giọng phương Bắc, hắn nghe không rõ, sầu thảm kêu lên, "Đừng đánh ta." Cái gì trước long du phượng, chính là đồ ăn sao? Nhưng ta mới chỉ nghe đến du gà thôi. Mọi người nghe vậy, nhất thời cười vang, thường tuyết hận xuất thân song long chạy hành vi mất mặt như vậy, khiến đám người lục cô chiêm, giải thao, hách chấn tương đều đỏ mặt. Giải thao là người thông minh, hắn nóng lòng muốn cứu thể diện song long chạy trầm giọng hỏi, lục ra, người ta nói tả long và hữu phượng là hai trụ cột của sơn trại này. Thuộc hạ nghe thấy đã lâu, lại chưa từng biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lão nhân gia có thể giải thích không, cũng là để cởi bỏ nghi hoặc trong lòng thuộc hạ. Hắn nói chuyện thập phần thỏa đáng, dáng vẻ lại chỉnh tề đoan chính, ninh ninh hãn chứng kiến cũng tỏ vẻ tán thưởng, thường tuyết hận mình vừa mới chịu thiệt thòi nặng nề, giờ phút này vẫn còn lưu tâm đến cử chỉ của mỹ nữ, nhìn thấy biểu cảm của nàng với giải thao cảm thấy ghen tị, tiểu tử hóa nhãn chết tiệt, sau này đừng rơi vào tay lão tử ta sẽ làm cho ngươi xấu mặt đến mức không thể mặc quần. Lục cô chiêm nghe thuộc hạ hỏi, vội vàng nói, giải huynh đệ hỏi rất hay. Năm đó tả quân sư của Bồn Sơn họ Chu tên Dương, tên đạo là Tiềm Long, hữu quân sư họ Đường, tên là Sĩ Khiêm, ngoại hiệu là Phượng Vũ, hai người này thần cơ diệu toán, mưu trí trồng chất, binh pháp đạo thuật không gì không biết. Đáng tiếc sau trận chiến thần quỷ đình năm đó, bóng dáng hoàn toàn biến mất, lại không ai gặp qua bọn họ. Lục cô chiêm học thức uyên bác là nho tướng duy nhất trong ngũ hổ tướng, mưu trí gan dạ sáng suốt, sưng hùng giang nam giải thao và hách chấn tương thấy ông thập phần tôn sùng long phượng, đều a à một tiếng, nghĩ đến hai vị quân sư này chắc chắn có chỗ hơn người mới có thể khiến lục cô chiêm bội phục như thế. Giải thao lộ vẻ mặt tán thưởng nói: nếu hai vị tiền bối này nếu ở trên núi, chính là việc thập phần thỏa mãn lục cô chiêm khẽ mỉm cười nói tả quân sư tuy rằng không thấy bóng dáng nhưng hữu phượng lại ở trong tầm tay giải thao nghe vậy đại hỷ lập tức vỗ tay nói phượng quân sư này ở đâu lục gia mau mau mời nói lục cô chiêm mỉm cười nói các vị có biết thanh y tú sĩ không mọi người trong lòng kỳ quái đang êm đẹp nói tả long hữu phượng lại làm sao bỗng nhiên nhắc tới người này không khỏi bày ra vẻ mặt kinh ngạc giải thao lắp bắp kinh hãi, vội nói, hắn là cửu hoa sơn trưởng môn. Thiên hạ ai không biết, ai không hiểu, nhưng có quan hệ với sơn trại sao? Lục cô chiêm mỉm cười nói, người biết tại sao hắn lại đeo mặt nạ ra người không? Giải thao tâm niệm vừa động, nếu có người nhiều năm che giấu tướng mạo sẵn có, chắc chắn sợ người khác nhận ra mình, hắn chợt bừng tỉnh, run giọng nói, chẳng lẽ? Chẳng lẽ ông ấy là hữu quân sư? Lục Cô Chiêm cười nói, không sai. Hắn là Hữu Phượng Đường Sĩ Khiêm, người quyến uy thứ ba sơn trại năm đó. Lời vừa nói ra, mọi người đều ồ lên, Thanh Y Tú Sĩ kiếm pháp độc bộ, khinh công càng là ngạo thị quần hùng, chính là danh môn đại phái trưởng môn, ai ngờ chính là hữu quân sư của Nộ Thương Sơn năm xưa, trong lúc nhất thời khó có thể tin, ở đó nghị luận sôi nổi. Thấy mọi người đều nghi ngờ, Sát Kim nói: chư vị đừng nghi ngờ. Đường tiên sinh xuất thân tiến sĩ, nhiều đời tu soạn ở Hàn Lâm Viện, là quan tả đô ngự sử, chức quan hiển hách, từng được tiên hoàng ban cho Phượng Vũ, cắm ở trên mũ, ngoại hiệu này gọi là ngự tứ Phượng Vũ. Thường tuyết hận cả kinh nói, con mẹ nó, hóa ra là đại quan, vậy tại sao lại trở thành thổ phỉ? Ngôn nhị nương phỉ nhổ, nói, dâu sồm không lựa lời, ai là thổ phỉ? Thường Tuyết Hận cười lạnh, đang muốn mỉa mai trả lời, nhưng Giải Thao là người hiểu chuyện, trong tiệc rượu thấy thần sắc của nàng và Tần Trọng Hải, biết hai người họ có mối quan hệ sâu sắc, Thường Tuyết Hận nếu mở miệng thô tục, trêu chọc gia nhân, không khỏi mạo phạm mãnh hồ, nên lập tức giữ chặt, muốn hắn an tĩnh câm miệng. Sát Kim không để ý đến Thường Tuyết Hận, lại nói: Vị Đường Tiên Sinh này là văn nhược thư sinh, trong núi hắn là người duy nhất không có võ nghệ. Tuy nhiên rất giỏi tâm kế mưu lược, nắm rõ tình thế triều đình trong lòng bàn tay, liền được đại đô đốc Phong làm hữu quân sư. Nói rồi nhìn chỉ quan, Mộc tiên sinh, ta nói đúng không? Chỉ quan trước đây là người đứng đầu quân cơ nên đương nhiên biết tất cả mọi việc, chữ Mộc này là họ của ông trước khi xuất gia. Ông mỉm cười gật đầu nói, lời Thạch tướng quân nói không sai. Sau khi sơn trại bị hủy, Đường tiên sinh từ đây thoái ẩn lánh đời cầu đạo với cửu hoa. Mấy chục năm qua đi, rốt cuộc luyện thành tuyệt thế võ công, trở thành một trong tám đại trưởng môn chính giáo, hiệu là thanh y tú sĩ. Mọi người nghe vậy, đều nghị luận sôi nổi, Tần Trọng Hải sớm biết tình hình cụ thể nên chỉ cười không nói gì. Giải thao vội vàng hỏi, thanh y trưởng môn xuất thân nộ thương, chẳng lẽ võ lâm chính giáo đều không biết sao? Lục cô chiêm cao mày nói, những gì ngươi nói đã đánh trúng điểm quan trọng. Chúng ta lần này rời núi tỉnh giáo, đó là sợ nhóm người này dành trước một bước, khuyên hắn rời đi. Thường tuyết hận cả kinh nói, như thế nào? Tám đại môn phái nhãi danh sẽ chiêu mộ ông ấy nhập bọn sao? Lục cô chim gật đầu nói, năm đó triều đình chiêu an, đường quân sư bề ngoài đã bị thuyết phục, kỳ thật trong lòng sớm đã nản lòng thoái chí nên đã nói với chúng ta tâm ý của ông ấy nói rằng khi việc quan trọng đã được quyết định và mọi người đều có đích đến hắn liền muốn mai danh ẩn tích lên núi cầu đạo sau đó quả nhiên hắn thoát tục xuất ra từ đây không hề hỏi chuyện trên núi ông thở dài rồi nói tâm thoái ẩn của hắn cũng thật kiên quyết năm đó đường tiên sinh bái sư cầu nghệ từng hứa với người đứng đầu cửu hoa sơn trước đây sẽ không liên hệ với các huynh đệ cũ của mình nữa từ đó về sau hắn làm nhiều việc thiện hành hiệp trượng nghĩa được người trong chính giáo kính trọng, khi hắn tiếp nhận vị trí trưởng môn, trụ trì thiếu lâm và trưởng giáo võ đang còn đồng ý lời mời đến tham gia buổi lễ, không để ý đến xuất thân của hắn. Mọi người nghe xong điển cố này, trong lòng đều cảm thấy điểm xấu. Từ góc độ này, lần này nộ thương sơn khởi sự chưa chắc thanh y tú sĩ đã nguyện ý lên núi, nói không chừng còn cho danh môn chính phái mượn sức để đối phó với người một nhà. Cáp bất nhị cả kinh nói, Vậy thì chúng ta phải nhanh lên, nếu hòa thượng thiếu lâm giành trước một bước, cục diện sẽ kết thúc. Tần Trọng Hải thấy mọi người đang nghị luận sôi nổi lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Hắn bước vào đại sảnh, trầm giọng nói, chư vị, lần này xuống núi, ai nguyện cùng ta. Thường tuyết hận là người đầu tiên lao ra ngoài, lớn tiếng nói, lớn tiếng nói, ta muốn đi. Ta muốn đi. Lưu Hoàng Thúc có phục long phượng non, chúng ta cũng có tiềm long phượng vũ, con mẹ nó, một mình họ bắt được hai con, vui mừng đến mức nào, chúng ta đi bắt một con về nhà. Đừng để người khác giật mất. Mọi người nghe hắn nói đến thô lỗ, nhịn không được cười ha hả. Lý Thiết Sam cười nói, tiểu bằng hữu này làm việc rất hăng hái, xem ra có thể giúp đỡ. Lục Cô chiêm nhíu mày nói, Lý huynh lại không hiểu được, tiểu tử này trước đây làm nhiều chuyện xấu, lần trước hắn còn bị bắt ở Sơn Đông lần này tần tướng quân đi làm việc chính sự, không thể mang hắn theo. Thường tuyết hận lần trước bị giam ở thủ phủ tỉnh Sơn Đông, vừa vặn bị giam cùng Lưu Vân, tần trọng hải tuy quen biết Lưu Vân, lại không biết tình tiết này. Thường tuyết hận nhổ nước bọt nói, lục gia ngươi không hiểu được, lần này tần tướng quân xuống núi đi đường dài, nếu thiếu tiểu thường ta, việc chắc chắn sẽ không thành. Lục cô chiêm a à một tiếng nói, ngươi thì có năng lực gì? Thường tuyết hận nói, các ngươi nghe cho rõ, thứ nhất ta có thể giải tỏa vui vẻ, tần trọng hải muốn đến nơi phong nguyệt, thiếu ta chắc chắn sẽ mất vui, đến lúc đó trong lòng buồn khổ, khó tránh khỏi sinh ra bệnh, người khác sinh bệnh, làm sao có thể bắt được long phượng. Hơn nữa tử lượng của ta không tệ, nếu dọc đường đi nếu gặp gỡ giang hồ hảo hán hồng môn yến, ta vẫn có thể thay hắn uống rượu, để hắn thanh than an tâm bắt rồng bắt phượng, với hai điểm tốt này ta lại không có thể xuống núi cùng hắn sao? hắn nói một câu bắt rồng, một câu bắt phượng, hắn coi hai vị quân sư như cầm thú. mọi người nghe vậy đều cau mày. giải thao thầm nghĩ, thường huynh đệ ngày thường lung tung rối loạn, ta thấy tần tướng quân bề ngoài thô bảo, chắc cũng là kiểu người lưu manh. nếu hai nhân vật này quậy với nhau, không biết sẽ tạo ra chuyện đáng sợ gì. cửu mệnh phong tử này này tốt nhất vẫn đừng đi đang định mở miệng khuyên can, Tần Trọng Hải đã cười lớn, hắn sợ trên đường sẽ ngột ngạt, nghe được thường tuyết hận có ý đi cùng. Nhất thời đại hỉ, chỉ nghe hắn nói, khó được hảo ý của thường huynh đệ, ta sao có thể từ chối. Chúng ta mau mau đi thôi. Thường tuyết hận chạy vội đến bên người Tần Trọng Hải, thoáng chốc nở nụ cười dâm đãng nói, nghi hoa lâu. Đi thôi. Hai người cười hì hì, chuẩn bị rời khỏi núi chợt nghe một nữ tử quát, chậm đã. Ta cũng phải đi. Mọi người nghe thấy giọng nàng hụt hơi, lại là ngôn nhị nương. Tần Trọng Hải trong lòng kinh hãi, hoảng hốt nói, nhị nương còn chưa bình phục, tốt nhất là không nên đi. Ngôn nhị nương trừng mắt nhìn thường tuyết hận, lắc đầu nói, không được, hai người các ngươi quậy với nhau, chắc chắn làm ra chuyện không bằng cầm thú, ta không thể không đi theo. Lục Cô Chiêm và Thạch Cương nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy vui vẻ chuyện ngôn nhị nương và tần trọng hải ái mộ nhau sớm đã lan truyền trong sơn trại nếu có nàng đi cùng tần trọng hải có làm chuyện gì cũng phải kiêng kỵ hai người lập tức đồng thanh như thế rất tốt không bằng hạng đường chủ và đào huynh đệ cũng đi cùng đi nếu có chuyện gì xảy ra cũng dễ chăm sóc lẫn nhau đào thanh hành sự ổn trọng hạng thiên thọ cao siêu võ thuật nếu trên đường có nguy cơ gì cũng có thể hóa hiểm thành an bình an vượt qua. Chuyến đi này có rất nhiều người, lại là quái dị đầu chọc, lại là bà nương hung ác, đường đi thiếu vắng phong hoa, chắc chắn bực mình vô cùng, tần trọng hải và thường tuyết hận vẻ mặt buồn bã, ở đó thở ngắn than dài. Quyền 12 chương 6 Chí địch Quân hùng, hồi 2 Lập tức tần trọng hải dẫn đầu, cùng đám người đào thanh, ngôn nhị nương, hạng thiên thọ, thường tuyết hận lên đường xuất phát đến cửu hoa sơn. Bởi vì mấy ngày này hắn không có ở trên núi, nên mời lục cô chiếm thay hắn chủ trì cục diện, chỉ quan ở bên hỗ trợ. Hai người này đều là những người rất thông minh, nhất định sẽ không phụ gửi gắm. Đối với nhiệm vụ tuần tra sơn trại và huấn luyện binh lính, do sát Kim Thạch Cương dẫn đầu, Lý Thiết Sam và Hách chấn Tương đi theo hỗ trợ. Vì phòng trên đường có gì ngoài ý muốn, Lục Cô Chiêm nói giải thao xuống núi cùng mọi người đến cửu Hoa Sơn nếu trên đường có chuyện gì lớn thì, hỏa nhãn toàn nghe, khinh công lợi hại, tự cũng có thể lui tới đưa tin, không bị mắc kẹt. Mọi người ngày đi đêm nghỉ, một đường đến cửu hoa sơn, chỉ chờ gặp thanh y tú sĩ, liền sẽ thỉnh ông về núi nhậm chức. Trên đường đi, hạng thiên thọ giải thích chi tiết về quá khứ của thanh y tú sĩ, để mọi người biết diện mạo trước đây của sơn trải. Ngày xưa tả long phụ trách đối ngoại, hữu phượng chủ nội, một trường quân chính, nắm chặt chức vụ trọng yếu, hai người ai cũng có sở trường riêng, có trách nhiệm riêng, không bao giờ can thiệp xung đột nhau. Thanh y tú sĩ phụ trách phòng ngự sơn trại, dựa vào tài trí thông minh của mình, đã chế tạo ra vô số khí giới cho sơn trại, càng liệu ý lo lắng về thuế ruộng trong ngoài đầy đủ, để các hảo hán không phải lo lắng về sau. Tần Trọng Hải nghe được âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, khó trách năm đó sơn trại phòng thủ kiên cố, triều đình không thể công kích, hóa ra có nhân tài bậc này bày mưu lập kế. Hắc hắc, cha ta lại có thể có được hào kiệt như vậy đi cùng, thật không uổng công cả đời. Những người còn lại ái mộ rất nhiều, nghĩ đến sắp được gặp mặt cảm thấy rất hưng phấn. Hạng thiên thọ biết thanh y tú sĩ tính tình đặc biệt, nếu muốn mời ông trở về núi không tránh khỏi gặp nhiều rắc rối, hỏi tần trọng hải có kế sách gì không, lại nghe hắn cười lạnh nói, tâm thành tắc linh, Cần gì mưu kế. Lưu bị ba lần đến mời đưa được ra cát lượng ra ngoài, nếu Thanh Y Tú sĩ không chịu ra, lão tử sẽ trực tiếp ở trong nhà của lão, xem lão già có ra hay không. Hạng Thiên Thọ cười khổ nói, tướng quân khao khát muốn tìm kiếm nhân tài thật khiến người ta cảm động vạn phần. Cửu Hoa Sơn nằm ở Thiểm Bắc, cùng một tỉnh với Nộ Thương Sơn, lộ trình cũng chỉ mất mấy ngày hôm nay sau giờ ngọ đi đến phủ cam tuyền là cách cửu hoa sơn không xa chỉ là vào lúc này nếu tùy tiện lên núi hỏi thăm e rằng gặp mặt đã vào lúc tối thật là thất lễ đào thanh liền nói tần tướng quân ta xem không bằng như vậy chúng ta đêm nay nghỉ trước một chút sáng mai ta dùng danh nghĩa của ngài đi trước thám thính trước ngài nghĩ sao tần trọng hải tự biết đào thanh hành sự ổn trọng may mà có hắn cùng đi mọi việc thuận lợi hơn nhiều lập tức vui vẻ nói, được. Hãy làm như vậy đi. Mọi người an bài thỏa đáng, đến một khách điếm nghỉ ngơi, đợi đến ngày mai đến thăm hỏi. Ngôn nhị nương và hạng thiên thọ dàn xếp chỗ ở, hạng thiên thọ lại như một người nghiện rượu, chạy đến chỗ người phục vụ rượu, lớn tiếng gầm lên, con mẹ nó. Mau mang rượu cho lão tử. Người phục vụ rượu thấy hắn đầy dâu quai nón, vẻ mặt dữ tợn, không khỏi giật mình nói, khách quan muốn loại rượu gì thường tuyết hận quát mang bình rượu trắng ra mang cho lão tử ba chén lớn nữa xào mấy món ăn người phục vụ rượu trong lòng âm thầm sợ hãi vội vàng đưa lên rượu và thức ăn tần trọng hải đã sớm cảm thấy cổ họng ngứa ngáy nhìn thấy thường tuyết hận gọi rượu và thức ăn cũng đặt mong ngồi xuống cười nói thì ra thường huynh đệ cũng là cao thủ rượu quốc chúng ta thật đúng là chi kỳ thường tuyết hận nhún vai lười nhác nói cao thủ chưa chắc nhưng so với lão huynh chắc nhìn hơn một chút tần trọng hải hắc hắc cười lạnh thường tuyết hận dám ở trước mặt hắn nói như thế không phải là muốn chết sao lập tức đặt tay lên vai hắn cười nói lão đệ lợi hại như vậy túy bát tiên có biết hay không hắn đang nói giải thao cũng đi tới ngồi xuống nhưng tần trọng hải lại không để ý tới chỉ cùng thường tuyết hận thấp giọng nói chuyện Túy Bát Tiên, chỉ tám người bạn rượu Lý Bạch, Hạ Chi Trương, Lý Thích Chi, Lý Tấn, Thôi Tông Chi, Tô Tấn, Trương Húc và Tiêu Toại trong thơ của Đỗ Phủ. Thường Tuyết hận nheo lại mắt, đầy mặt cao ngạo, nói, Túy Bát Tiên quá thô thiển. Giang Nam chúng ta lưu truyền một tử lệnh tao nhã hơn nhiều. Tần Trọng Hải ngạc nhiên nói, hành tử lệnh. Nói hai câu nghe một chút xem nào. Thường tuyết hận dùng sức ho khan vài tiếng, cất cao giọng nói, nghe đây. Cô nương nhà họ vương mặc váy xanh, lão nương lý ra thay quần áo, mau mau, đến lượt ngươi. Tần Trọng Hải nghe ngôn ngữ hạ lưu của hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ, nói, đây là cái quái quỷ gì vậy? Thường tuyết hận nở nụ cười dâm đãng nói, tiếp như vậy, tiểu đệ hầu phủ xé quần, trương phủ lão ra cởi quần, tiểu lệnh này của chúng ta chú trọng đối âm thanh và vần điệu, có thể lựa chọn thành ngữ tục ngữ, bạn có thể chọn thành ngữ, vẫn là thơ từ ca phú, tất cả đều có thể. Tần Trọng Hải cười nói, cái này đủ thô tục, hợp lão tử. Hai người cầm chén rượu, cười tục tĩu và bắt đầu nói những lời ô ngôn uế ngữ. Cái gọi là tử lệnh là một trò chơi thú vị của giới văn nhân từ xa xưa để tận hưởng những buổi tụ tập uống rượu, thơ cổ vân đầu tường con trẻ truyền hoa chi, tịch thượng bác quyền nắm hạt thông, đó là miêu tả hành lệnh tình thú nếu gặp những người uyên bác như lưu vân và cố tự nguyên thì sẽ có những danh ngôn nhã từ hợp khung cảnh như bạch mao phân lục thủy hồng trường bát thanh ba nhưng hai kẻ lưu manh thô tục vô văn chương như tần trọng hải và thường tuyết hận có thể nói được lời hay gì xê hai người lớn tiếng ồn ào đều là nữ nhi khóc gả cho nam tử là rùa đen lão nương cười khuê phòng xuất hiện ba con khỉ ngôn ngữ linh tinh thấp kém giải thao ngồi ở một bên mặt sớm đã đỏ bừng hắn nhìn xung quanh thấy tất cả khách trong tiệm đang nhìn vào bàn của mình, trên mặt còn mang nét cười, chắc chắn là đang cười nhạo bọn họ. Giải thao thở ngắn than dài, thầm nghĩ, cái tên tiểu từ thường tuyết hận này, trước đây một mình không ra thể thống gì, giờ cho hắn gặp được tần tướng quân, hai người thấp kém giống nhau, chính xác hợp ý. Ai? Hai người này bộ dạng khó coi, ta đến phải đổi bàn khác trong lúc bối rối vội vàng ngồi xuống một bàn trống khác, gọi rượu và thức ăn, coi như không biết đến hai người tần thường. Thường tuyết hận thấy hắn trốn đi, lập tức lao tới, chỉ vào giải thao, phẫn nộ quát lên, này. Người đang làm gì vậy? Tại sao lại lèn đi xa như vậy một mình? Giải thao cúi đầu, ho khan không ngừng, ai thán nói, ta cảm mạo choáng váng đầu, muốn yên tĩnh một chút. Thường tuyết hận lớn tiếng nói, Tĩnh cái đầu to nhà ngươi ấy. Hôm qua ngươi hoạt bát như vậy, sao có thể bị mệt? Muốn yên tĩnh, trước tiên phải đối theo lệnh tử của lão tử. Giải thao thấy khách nhân mọi nơi chỉ chỉ trò trỏ, vội vàng thấp giọng nói. Đối thì đối, ngươi nói chuyện nhỏ giọng chút. Thường tuyết hận kéo ra giọng, hô, nghe đây. Bên trái thịt thịt là chảy gỗ, ngươi đối cho ta. Giải thao cả kinh nói, cái gì chảy gỗ thiết truy. Đây, đây là tử lệnh gì? Khách uống rượu trong quán nghe thấy lời tục tiễu không khỏi cau mày. Tần Trọng Hải vui mừng như điên, cười lớn, ai ra? Giải huynh đệ bề ngoài văn nhã, tài văn chương sao lại kém cói như vậy, tử lệnh nhỏ này cũng không đối được. Hắn rung đùi đắc ý một trận, nói, các ngươi nghe lão tử đây. Bên trái thịt thịt là chảy gỗ, nên đối là bên phải phì phì là rùa đen. Thường tuyết học là một người không học vấn, sau khi nghe Tần Trọng Hải trả lời, lập tức ngẩng đầu cười điên cuồng, hay. Bên phải Phi Phi là rùa đen. Thật hay. Lập tức vỗ tay, Tần Trọng Hải dương dương tự đắc chắp tay cảm tạ. Trong cửa hàng khách nhân nghe xong hai người này đối đáp, ai không cả kinh thất sắc. Mọi người bàn tán sôi nổi, tìm hiểu lai lịch của những nam tử nhàm chán này. Giải thao đầy mặt hổ thẹn chỉ cúi đầu không nói. Tần Trọng Hải hưng phấn, cười nói, ta giúp giải huynh đệ đáp, có thưởng gì không? Thường tuyết hận tức giận nhìn giải thao, quát, hòa nhãn. Tiểu tử ngươi văn tài quá kém, làm mất hết mặt mũi song long trải, nên phạt một chén. Nói rồi rót một bát rượu lớn, hét to nói, mau uống. Giải thao cười khổ nói, các ngươi đừng náo loạn, sáng mai chúng ta còn phải lên đường. Thường tuyết hận tức giận đến thổi dâu trừng mắt, hắn vung thiết quyền, cả giận nói, ngươi không uống sao? Hay là khinh thường lão tử? Giải thao sợ hắn gây chuyện, vội nói, uống thì uống, ngươi ngồi xuống đi, đừng sằng bậy. Sau đó giơ bát rượu uống cạn. Lại nói ngôn nhị nương thu xếp hành lý xong, cùng hạng thiên thọ và đào thanh đi ra ngoài, ba người nghe thấy bên trong khách điếm ồn ào, tựa hồ ở đó có người đang làm trò gì đó. Đào Thanh nhíu mày nói, nghe như giọng nói của Tần tướng quân. Bọn họ đang làm gì vậy? Ngôn Nhị nương hừ một tiếng, biết Tần Trọng Hải phẩm hạnh không tốt, giờ phút này hơn phân nửa ở đi đầu gây sự, lập tức bước vào bên trong, muốn mắng bọn họ một trận. Ngôn Nhị nương đi vào bên trong đang định hét lên, lại thấy Tần Trọng Hải và Thường Tuyết hận lặng lẽ đối ẩm, chỉ có giải thao là mặt đỏ bừng, ở đó lớn tiếng kêu la, bộ dạng như say rượu. Ngôn nhị nương kinh ngạc, giải thao này ngày thường văn nhã, cư xử ổn trọng, nào ngờ rời núi lại biến thành bộ dạng hồn ma này, xem ra lục cô chiêm nhất định là thiếu quản giáo. Không biết giải thao đã uống bao nhiêu, chỉ thấy ngón tay hắn chỉ vào cửu mệnh phong tử, lớn tiếng nói, mẹ kiếp, tên khốn kiếp này mỗi ngày đều ức hiếp ta, bây giờ đến lượt ta ra lệnh, người ngoan ngoãn làm theo đi. Chỉ nghe hắn rung đùi đắc ý hát, Mỹ Nhân Nhi, tái Tây Thi, nùng trang diễm mặt lưỡng tương nghi, người đáp cho ta. Hắn văn cao, lời nói văn nhã, hành tử lệnh đều có hai phân thi vận. Thường tuyết hận nghe xong thi lệnh, chỉ cười nói, việc này có gì khó. Nghe kỹ đi, vương bắt đản, so quy chứng, dầu chiên hấp đều xong đời. Người ăn cho ta, tần trọng hải nghe được câu trả lời hắn, lập tức cất tiếng cười to. Ngôn nhị nương nghe bọn họ nói không lựa lời, tức giận nói, các người đang nói cái gì vậy? Những lời vô nghĩa như vậy cũng dám nói ra. Tần Trọng Hải thấy ngôn nhị nương tới, nhất thời sợ hãi đến toát mồ hôi, nhớ tới chính mình đã là nhân vật quan trọng của Sơn Trải, vội vàng giả bộ nghiêm túc, đưa tay chỉ vào giải thao, trầm giọng nói, giải huynh đệ uống nhiều quá, rất cao hứng, chúng ta không đành lòng phá vỡ sự hưng phấn của hắn, nên đành phải ở đây chăm sóc đồng hành hắn nhìn về phía thường tuyết hận nói thường huynh đệ ngươi nói đúng không thường tuyết hận vội vàng gật đầu hát đệm nói đúng vậy đều là giải huynh đệ ngôn ngữ hạ lưu cử chỉ đê tiện làm hại chúng ta mất mặt hiện tại chúng ta đều đang giúp hắn dọn dẹp hai người này rất gian dối không nói chính mình uống rượu gây loạn đem tội danh đổ lên đầu giải thao bản thân không gánh nửa trách nhiệm ngôn nhị nương trong lòng khả nghi hỏi giải huynh đệ ngươi thật sự uống nhiều quá sao giải thao mắt say lờ đờ nhập nhèm liếc nhìn ngôn nhi nương bỗng nhiên cười lạnh nói trần bì mai ba phải trộn lẫn bùn đất cặn đậu với bùn đen thật xấu hổ xem ra hắn đã uống quá nhiều mấy câu đó đều đang trào phúng ngôn nhị nương ngôn nhị nương nghe hắn trêu đùa như thế nào không giận quát tôm chân mềm tẩm dầu chiên hồng quang phấn mặt bùn lầy bụng ăn cũng ngu ngốc. Giải thao cả giận nói, ngươi dám mắng ta. Ngôn nhị nương tính tình táo bảo, có cái gì không dám. Trong cơn giận dữ, đùi ngọc đá tới, giải thao đã đập xuống đất và lăn ra ngoài. Ngôn nhị nương đang định đá thêm một cái thì đột nhiên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người giải thao. Hắn nôn mấy lần, chất bẩn trào ra trong miệng, nhìn thấy bên trái một vũng mì cạn, bên phải một vũng nước như trái cây thối, đảo mắt mình bị vây quanh đống nôn mửa, mùi hôi thối bốc lên một hồi. Ngôn nhị nương hét lên vội vàng lùi lại, sợ bẩn dính vào quần áo. Khách trong tiệm thấy đám người tần trọng hài hung ác như vậy đã sợ hãi, lại thấy một mụ la sát đánh người, sợ tới mức mặt không còn chút máu, lập tức đều bỏ chạy. Đào Thanh thấy đại tỷ tức giận, tiến lên khuyên nhủ, mọi người đều là người một nhà, đừng làm vậy nữa. Giải Thao là người của Song Long Trại mới nhập hội, nể mặt Lục Cô Chiêm cũng cần nhường hắn ba phần, tuyệt đối không thể đánh hắn khi đang say rượu. Đào Thanh là người hiểu chuyện nên vội vàng đến can ngăn. Hạng Thiên Thọ bóp mũi, giúp Giải Thao uống canh giải rượu, canh nóng hổi đi vào bụng, đầu óc tỉnh táo. Hắn thấy người mình đầy dơ bẩn, Ngôn Nhi Nương lại tức giận nhìn hắn. Giải Thao không biết gì, trong lòng chỉ cảm thấy hoảng sợ, đang định hỏi Tần Trọng Hải. Đột nhiên nghe thấy tiếng ngựa hí trước cửa tiệm, có người hét lên, "Mau lên! Ngày mai sẽ tổ chức đại hội, chúng ta đừng muộn." Tất cả mọi người nghe được lời này đều vui vẻ, vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ba con ngựa cao lớn đi qua cửa tiệm, nhìn cách ăn mặc chính là người của Điểm Thương Sơn. Đám người tần trọng Hải trong lòng cả kinh, bọn họ lúc này đã tạo phản, chính là địch thủ của Võ Lâm chính đạo điểm thương sơn là một trong tám đại môn phái của võ lâm chính đạo với nộ thương sơn chỉ có thể là kẻ thù chứ không phải bạn tần trọng hải vẫn bình tĩnh đưa mắt ra hiệu cho hạng thiên thọ và đào thanh ba người ra đường quan sát vừa ra tới cửa tiệm đã nghe thấy tiếng người và ngựa ngoài đường có vài con ngựa phi nước đại vó ngựa dẫm đạp khiến bá tánh hoàng sợ bỏ chạy đào thanh trong lòng run lên đi đến bên cạnh tần trọng hải thấp giọng nói nơi này là dưới chân cửu hoa sơn, như thế nào có nhân vật võ lâm tại đây cưỡi ngựa chạy băng băng. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, bọn họ vô lễ như vậy, chẳng phải xem nhẹ thanh y tú sĩ sao. Người trong võ lâm ước định thành tục, khi đi đến gần địa phận các môn phái khác, phải hành quân lặng lẽ, đặc biệt không được trêu chọc bá tánh. Ai ngờ những người này lại hành xử ngạo mạn như vậy, Tần Trọng Hải chứng kiến cũng cảm thấy kỳ lạ. Một lúc sau, Tần Trọng Hải cũng không thấy phi binh tới, trong lòng cảm thấy điểm xấu. Cao mày nói, nhìn khí thế này, khả năng cử Hoa Sơn xảy ra chuyện gì đó, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải suốt đêm lên núi. Phân phó mọi người chuẩn bị binh khí, bất kể trời đã khuya, lập tức dẫn đầu đường vào núi. Đi vào sơn đạo, trên đường ruột dê đường mòn, tràn đầy lối rẽ, mọi người đi đi rừng rừng, thực sự tìm không thấy nơi đi, khó khăn gặp gỡ hương dân. Ngôn nhị nương vội vàng tiến lên, hỏi, xin hỏi đại ca, có biết cửu hoa sơn long ngâm các ở đâu không? Thôn dân kia a à một tiếng, nhìn nàng từ trên xuống dưới, thấy nàng môi hồng răng trắng, dung sắc tú lệ, trong lòng có chút hào cảm, liền nói, vị tiểu thư này, cô muốn tìm thanh y Bồ Tát có việc gì sao? Tần Trọng Hải biết ngôn nhị nương trời sinh tính thành thật, đại khái không thể nói dối, muốn đến nói chuyện, hương dân kia thấy hắn chừng mắt dựng mắt chưa mở miệng đã thấy sợ hãi lùi lại tần trọng hải cười ha ha nói lão huynh đừng sợ chúng ta lần này là tới trả tiền chỉ là bởi vì thanh y trưởng môn cho ta mượn ba ngàn lượng bạc lần trước tới vội không nhớ rõ đường đi còn mong lão huynh chỉ dẫn cho vừa nghe là tới trả tiền hương dân kia a à một tiếng làm bộ nghiêm túc nói thật không ngờ người ở nơi khác cũng nhận được sự giúp đỡ của thanh y bồ tát nói chuyện âm cuối đề cao giọng thường tuyết hận đi tới tò mò hỏi sao lúc nào cũng gọi ông ấy là bồ tát thanh y tu sĩ có pháp lực sao hương dân kia nói thanh y bồ tát tuy vô pháp lực nhưng tấm lòng từ bi của người giống như của một vị bồ tát ông từ trước đến nay chăm sóc bá tánh khi nào mùa màng không được tốt sẽ gieo hạt giống cho chúng ta vào mùa xuân sẽ không bao giờ để thôn dân thế chấp đất Nguyên nhân chính là như thế, vùng này bá tánh an cư lạc nghiệp, nhà nào cũng có đất để làm ruộng, không ai bị biến thành tá điền. Mọi người cảm nhớ ân đức, đương nhiên kêu ông là Bồ Tát. Tần Trọng Hải không biết rằng thanh y tu sĩ lại được mọi người yêu mến như vậy, hắn âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, hay cho một thanh y trưởng môn có thể làm được điều này, ngay cả triều đình cũng không thể so sánh được. Thấy sắc trời dần tối, mọi người đều ngừng nói chuyện, Ngôn nhị nương hỏi kỹ địa điểm long ngâm các, rồi lập tức lên đường lên núi. Một đường đi chỉ thấy những con đường sáng sủa và đẹp đẽ ở hai bên. Mặt trời chiều ngả về tây, càng chiếu đến kỳ hoa dị thảo rực rỡ diễm lệ. Ngôn nhị nương nhìn xung quanh, trong lòng tán thưởng. Đường tiên sinh vẫn là thần kỳ như vậy, luôn làm những điều người khác không thể làm được. Mọi người đều gật đầu. Khung cảnh dưới chân núi khắc nghiệt, hoang vu khô cằn ảo biết trên núi lại hoa mộc xum xuê, đầy những loài cây quý hiếm, chắc chắn là do thanh y tú sĩ trồng mới có được. Tần Trọng Hải chỉ vào một rừng cây, nói, mọi người xem chỗ đó. Mọi người theo tay hắn chỉ, nhìn thấy một khu rừng rộng lớn, trên cây có đầy những loại trái cây quý hiếm, trông giống đào mà không phải đào, trông giống trái cây nhưng không phải trái cây, tất cả đều kỳ lạ. Tần Trọng Hải nói, cửu hoa sơn sản vật dồi dào, danh khắp thiên hạ, trong kinh thành vương công quý tộc, ngày lễ đều sai người tới mua linh chi đường, nhân sâm quả, bàn đào trà của cửu hoa sơn, xem ra chỗ này chính là rừng cây đó. Thường tuyết hận cười nói, quả nhân sâm, trên cây này có phải không? Tần Trọng Hải nhún vai, nói, cái này không rõ lắm, nhưng ta từng nghe nói quả nhân sâm này trị giá cả trăm lạng bạc, hình như ăn nó sẽ kéo dài tuổi thọ còn có tác dụng thần kỳ tráng dương bổ thân. Thường tuyết hận nghe được hai chữ tráng dương lòng tràn ngập niềm vui, lập tức vọt vào rừng cây, lập tức trèo ngay lên cây. Hạng thiên thọ sợ hắn gặp rắc rối, lớn tiếng nói, thường huynh đệ mau mau xuống dưới đi. Chúng ta lên núi có chính sự, ngươi đừng lộn xộn nữa. Thường tuyết hận nào chịu nghe, bỗng nhiên nhìn thấy trên cây có một quả to bằng nắm tay, màu đỏ tươi, mềm mại, nhìn có vẻ thơm ngọt miệng. Thường tuyết hận vui vẻ nói, tráng dương. Hắn ngày thường tiết kiệm, muốn hắn tiêu tiền mua thư đọc sách, nửa điểm cũng luyến tiếc. Cuộc đời tích tụ tất cả đều dùng ở ăn nhậu chơi gái cờ bạc, nghe xong bổ dưỡng tráng dương. Đó là ước nguyện sung sướng, tự nhiên hết sức vui mừng. Khi đưa mũi lên người, hắn cảm thấy trái cây đó thơm vô cùng, trong lòng đại hỉ, thầm nghĩ, thơm như vậy, ăn sẽ rất tuyệt thoáng chốc nở nụ cười cười dâm đãng chuẩn bị đưa tay hái chợt thấy trái cây rung lên một lúc đột nhiên hướng sang một bên lóe mở ra thường tuyết hận giật mình nghĩ thầm mẹ kiếp quả này sao có thể đi được ội vàng duỗi tay đi bắt nhưng quả đó lại nhảy vọt khắp nơi trốn thoát còn nhanh hơn đám người tần trọng hải thấy hắn ở trên cây bay tới nhảy đi trong lòng đều cảm thấy kỳ quái sôi nổi hỏi ngươi đang làm gì Thường Tuyết Hận giống giận liên tục, "Quát, ta đang bắt trái cây." Tần Trọng Hải và mọi người nhìn nhau tò mò hỏi, "Bắt trái cây? Ta chỉ nghe nói đến hái trái cây, từ bắt được dùng từ khi nào?" Bỗng nghe Thường Tuyết Hận kêu lên, "Ta bắt được rồi." "Bắt được rồi." Ngôn Nhị Nương khuyên nhủ, "Loại quả này trồng không dễ, hơn nữa còn là đồ trong núi người ta, đừng ăn bừa bãi." Thường Tuyết Hận nào chịu nghe mà bắt đầu gặm nhấm, sau đó nhảy xuống khỏi cây, đi về phía đám người tần trọng hải. Quyền 12 chương 6 Chí địch quần hùng, hồi 3 Tần trọng hải cười nói, ăn ngon không? Thường tuyết hận phun ra mấy ngụm bã, chửi, mùi thì thơm mà sao khó ăn quá, mùi thối hơn cả cứt chó. Hạng thiên thọ nghe vậy thì kinh ngạc nói, người đã từng ăn cứt chó sao? Thường tuyết hận mắng, lão tử ta so sánh, người đang cằn nhằn cái gì? Khi nói chuyện, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, run giọng nói, quả này cắn ta. Mọi người ngạc nhiên hỏi, quả gì cắn ngươi? Thường tuyết hận mở miệng rộng ra, thấy đầu lưỡi mình đã sưng tấy, như thể đã bị thứ gì đó cắn. Tần Trọng Hải kinh ngạc nói, mẹ kiếp, trái cây này có độc, chúng ta nhanh lên núi đi. Miệng thường tuyết hận sưng đen dị thường, chắc chắn đã trúng kỳ độc nếu không tìm được thuốc giải, sợ không giữ được mạng. Mọi người cõng thường tuyết hận, sử dụng khinh công, vội vàng đến long ngâm các, thường tuyết hận nằm trên lưng giải thao nói mơ hồ, đồ khốn nạn. Đã hãm hại ta, tổ tông 18 đời tên thanh y tú sĩ. Hắn nói không rõ ràng, nhưng vẫn chửi bới không ngừng, không hề nghỉ ngơi. Giải thao uống quá nhiều, đầu óc choáng váng, nghe hồi lâu cảm thấy thực sự mất kiên nhẫn, không khỏi chửi rủa. Nghe nói người sáng lập cửu hoa sơn cũng họ thường. Người mắng như vậy, không sợ mắng tổ tiên mình sao? Thường tuyết hận giận dữ quát, ta nguyền rủ tổ tông họ giải của ngươi trước. Hắn chửi bới bằng những lời tục tiễu, giải thao thở dài, chỉ vận khởi khinh công, bước nhanh về phía trước. Ngôn nhị nương xem thường, thầm nghĩ, ông trời phù hộ, tốt nhất để tên quỷ độc chán ghét này chết đi, cũng coi như trừ hại cho sơn trại đi ngang qua chỗ tập võ nhìn thấy một ngôi nhà kiến trúc không tầm thường trông giống như một ngôi chùa nghĩ đến hẳn là cửu hoa sơn long ngâm cát mọi người đi tới cửa lại thấy cửa đóng chặt phảng phất bốn bề vắng lặng tần trọng hải đưa mắt ra hiệu đào thanh lập tức đi tới gõ cửa có ai ở đó không sau khi gõ một hồi lâu cũng không thấy có ai hắn không hết hy vọng lại gọi một lúc nhưng vẫn không có ai trả lời Đào Thanh lắc đầu nói, xem ra không có cơ duyên, Thanh y tú sĩ không có ở trên núi. Giải thao lo lắng nói, nhưng thường huynh đệ của chúng ta đang bị trúng độc, chúng ta nên làm sao bây giờ? Mọi người nhìn thấy sắc mặt thường tuyết hận tối sầm, toàn thân run rẩy, xem ra nếu không có thuốc giải, hắn thật sẽ bị thương mà chết. Tần trọng trầm ngâm nói, có lẽ trong nhà có thuốc giải, tình thế cấp bách, chúng ta đành phải vào nhà đi lục soát hạn lập tức giơ chân sắt đạp thẳng cánh cửa ra. Bỗng nghe một người vội vàng kêu lên, đừng đá. Đừng đá. Tới liền. Mọi người quay lại thì thấy một ông già chạy tới, theo sau là mấy phụ nữ trẻ em. Lão già nhìn thấy đám người tần trọng hải, cuống quýt khom lưng, thần thái thật là sợ hãi. Đào Thanh vội vàng nói, lão trưởng, chúng ta là bằng hữu của Thanh Y trưởng môn, hôm nay đặc biệt tới núi thăm bái, xin hỏi trường môn ở đâu lão giả lau mồ hôi lạnh trên chán nói lão phu nghe lão chủ quán dưới chân núi nói mấy ngày trước có mấy nhân vật võ lâm tới núi thỉnh trưởng môn xuống núi bởi vì ông vội vã rời đi cũng không có nói trước với lão nhân thật sự không biết khi nào mới trở về tần trọng hải kinh ngạc nói nhân vật võ lâm tới người là thiếu lâm hòa thượng sao ông lão lắc đầu nói xin lỗi lão nhân là hương dân dưới chân núi, chuyên giúp trưởng môn xử lý nhà cửa, nhân vật võ lâm gì đó ta cũng không quen biết ai cả. Tần Trọng Hải nhìn những người này có vẻ bình thường, không giống người có võ công, xem ra thật sự không phải đệ tử của cửu Hoa Sơn, hắn cùng hạng thiên thọ nhìn nhau lắc đầu. Tần Trọng Hải do dự một lát rồi hỏi, xin hỏi lão trượng, cửu Hoa Sơn còn có hai tiểu cô nương, một là Diễm Đình, một là Quyên Nhi, bọn họ đã đi đâu rồi? ông lão kia nói khi trưởng môn xuống núi thì đại sư cô đã đi theo tiểu sư cô lại không biết chạy đi đâu hai vị này sư cô ngày thường đãi nhân hòa khí dáng vẻ xinh đẹp mọi người đều rất vui vẻ với họ tần trọng hải thấy hắn đang nói chuyện không đâu thì thấy mặt thường tuyết hận tối sầm không thể trì hoãn được nữa vội vàng nói lão trưởng, bằng hữu này của chúng ta ăn phải trái cây độc hiện tại tính mạng của hắn đang gặp nguy hiểm thanh y trưởng môn lại không ở trên núi chúng ta phải làm sao? Lão giả đi tới, nhìn mặt thường tuyết hận, gật đầu nói, ta thấy mặt hắn đen lại, tám phần là ăn vụng bàn đào bọ cánh cứng, độc này không khó cứu. Các huynh đệ chớ nhọc lòng. Nghe vậy, tất cả đều sừng sốt, đồng thanh nói, bàn đào bọ cánh cứng. Ông lão gật đầu nói, chỉ vì không ít kẻ ăn cướp thường xuyên tiến đến ăn vụng vương mẫu bàn đào, nhân xâm tiên quả, Thanh Y Tú sĩ đã nuôi một ít bọ cánh cứng trong rừng cây để phòng bị. Chúng trông giống như những quả đào dẹt, ngày thường chúng ta nếu muốn phân biệt, cần dùng vật dễ cháy thử mới có thể phân ra thật giả. Nghe xong lời này, mọi người đều cảm thấy không thể tin được. Thường Tuyết hận hận hắc một tiếng, hàm hồn nói, khó trách quả kia tanh tanh như vậy, vỏ lại cứng như vậy, mùi vị thật hôi thối, hóa ra con mẹ nó lại là một con bọ cánh cứng ta nguyền rủa cả tổ tông bọ cánh cứng nhất thời mắng đến khàn cả giọng thờ hồng hộc thấy mọi người đang lo sợ nghi hoặc ông lão nói mọi người đừng lo lắng các vị nếu là bằng hữu của thanh y trưởng môn lão nhân không thể thấy chết mà không cứu nói rồi gọi một đứa trẻ vỗ vai nó nói đi cứu người đi ngôn nhị nương ngạc nhiên nói đứa nhỏ này hiểu được y thuật sao ông lão lắc đầu nói không hiểu ngôn nhị nương mờ mịt vậy nó làm sao cứu người ông lão mỉm cười nói thiếu nãi nãi đừng hoảng hốt hắn có mang theo thuốc dài trên người nhìn thấy đứa trẻ quần áo tả tơi không có gì để mặc trông rất ngây thơ đâu giống kiểu người mang linh đan trong mình không khỏi cảm thấy nghi ngờ hạng thiên thọ sợ ông lão kia ngu ngốc sẽ khiến tình trạng của thường tuyết hận trở nên trầm trọng hơn nên ngồi xổm xuống nói với đứa nhỏ kia tiểu đệ đệ, ngươi thật sự có thể cứu người sao? Đứa nhỏ lớn tiếng nói, đương nhiên là có thể. Hạng thiên thọ nhíu mày, thấp giọng nói, tính mạng con người đang bị đe dọa, tiểu đệ đệ đừng ba hoa chích chòe. Cậu bé mỉm cười nói lớn, ta đúng là muốn dòng sông tan băng. Mọi người trong lòng nghi hoặc, đang định hỏi thì bất ngờ nhìn thấy cậu bé nhảy đến trước mặt thường tuyết hận, sau đó cởi cúc quần bắt đầu tè ngay trước khuôn mặt to lớn của Thường Tuyết Hận. Ngôn Nhi hương vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn nữa. Thường Tuyết Hận xui xẻo, lúc này ngã xuống đất, không thể cử động nên bị tè đầy mặt. Mọi người đều sửng sốt, hét lên: "Làm gì vậy?" Ông già cười nói, chư vị bằng hữu chớ có kinh ngạc, lão đệ dâu sồm này ăn phải bàn đào bo cánh cứng, cần dùng nước tiểu của đồng tử để giải độc dân làng bình thường đến để ăn trộm quả nhân sâm, hầu hết đều mang trẻ em đến đây. Thường tuyết hận xưa nay ác hình ác trạng, còn khiến người ta chán ghét hơn cả tần trọng hải, lúc này mặt không còn chút máu, mọi người chứng kiến đều thầm cười trộm. Chỉ có hạng thiên thọ vẻ mặt quan tâm, sợ thường tuyết hận khó giữ được tính mạng. Cậu bé tè ra nói lớn, mở miệng ra. Người không mở miệng ra uống thì làm sao giải độc được. Thường tuyết hận ban đầu không thể cử động, bị người ta dội nước tiểu lên người, đột nhiên bạo giống một tiếng, hùng hãn nhéo cậu bé kia quát, mụ nội ngươi. Lão tử giết ngươi. Cậu bé hoảng sợ, run giọng nói, cứu mạng. Người xấu. Nhất thời tiểu ra còn nhiều hơn, càng khiến thường tuyết hận thêm khó chịu. Giải thao thấy thường tuyết hận đột nhiên có thể cử động được, vui mừng nói, thường huynh đệ. Ngươi hết bệnh rồi thường tuyết hận sừng sốt, buông đứa nhỏ ra, sờ sờ khuôn mặt to lớn của mình nói, đúng vậy. Lưỡi của lão tử hình như đã đỡ sưng hơn rồi. Mọi người đều thấy khí đen trên mặt đã mờ đi, giọng nói cũng không còn đục nữa. Họ cho rằng nước tiểu của cậu bé là bằng chứng chính xác, là thuốc có thể trị bệnh. Hạng thiên thọ vui mừng, vội vàng cúi đầu cảm ơn nói, đa tạ lão trượng cao thượng đã giúp đỡ, ta rất cảm kích. Nói rồi số tiền bạc từ trong tay ra, muốn tặng như một món quà. Ông lão cuống quýt xua tay nói, "Chư vị đừng khách khí, mọi người là bằng hữu của Thanh Y trưởng môn, lão nhân còn đang băn khoăn vì chưa tiếp đãi tử tế, sao có thể thu tiền của mọi người." Nói rồi kiên quyết từ chối. Hạng Thiên Thọ mớ khuyên vài lần, mắt thấy đối phương tâm ý cực thành, đành phải đành phải nhét tiền lại vào trong ngực, không nài nỉ nữa. Mọi người không tìm được Thanh Y Tú sĩ nên muốn xuống núi. Lại thấy Thường Tuyết hận hét to, chạy vòng quanh đứa trẻ, không biết lại đang náo loạn cái gì. Giải thao lớn tiếng nói, "Thường huynh đệ hãy tỉnh táo. Đừng để tụt lại phía sau." Thường Tuyết hận giận dữ nói, "Lưỡi lão tử vẫn còn hơi sưng, phải để tiểu quỷ này giúp ta." Hắn giữ chặt đứa trẻ kia nói, "Tiểu huynh đệ, lưỡi của ta còn hơi đau." Người có thể cho ta thêm một ít thuốc giải không? Lão tử muốn uống một ngụm to. Đứa nhỏ kia lúc trước thấy hắn hung hăng, trong lòng vẫn sợ hãi, lập tức quay đầu đi đi, hừ nói, ngươi là người xấu, giải dược không thể cho ngươi. Thường tuyết hận tức giận nói, ngươi tự cao như vậy làm gì? Lão tử làm thịt ngươi. Nói rồi rút đao ra chém thẳng qua. Đứa trẻ sợ đến mức tè ướt cả da quần. Thường Tuyết Hận vui mừng muốn điên mở miệng hổ uống lấy uống để. Ngôn Nhị nương xanh cả mặt, vội vàng kéo đứa nhỏ ra, hét lớn, "Giải Thao, xuất thân song long trại các ngươi đều là những kẻ vô liêm sỉ như vậy sao?" Giải Thao đỏ mặt ngăn cản Thường Tuyết Hận, thấp giọng nói, "Đừng làm bậy nữa. Mọi người đang đợi ngươi đấy." Thường Tuyết Hận phi một tiếng nói, đầu lưỡi của ta còn sưng tấy, độc còn chưa giải sạch đâu giải thao sống chết kéo chân liều mạng cầu xin gần như là quỳ xuống thương tuyết hận mới miễn cưỡng rời đi đi được tới chân núi trời đã tối chuyến này không những không tìm được thanh y tu sĩ mà ngay cả diễm đình quyên nhi cũng không thấy bóng dáng mọi người trong lòng lo lắng đều phát sầu đang lo lắng chợt nghe tiếng vó ngựa vang trên đường có hai con ngựa chậm rãi tiến đến người ngồi trên ngựa ăn mặc sang trọng đang cao giọng nói chuyện với nhau, nghĩ đến định là nhân vật võ lâm. Tần Trọng Hải vui mừng, biết người tới hẳn là có quan hệ với cửu hoa sơn, vội vàng ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó lui ra lề đường để nghe rõ cuộc trò chuyện khách đang tới. Trong tiếng vó ngựa lộn xộn, hai người đã đi tới gần, chỉ có một người nói, đều nói cửu hoa sơn tài bảo trồng chất như núi, lúc này bang chủ phái chúng ta lại đây, chúng ta phải thật nỗ lực để vớt vát được chút gì đó một người khác cười nói, còn không phải sao. Chờ chúc gia trang thẩm định xong, mọi người có thể phân chia vàng bạc châu báu của cửu hoa sơn, là đại đại phát tài rồi. Tần Trọng Hải nghe bọn họ nhắc đến cửu hoa sơn, trong lòng run lên, đưa mắt ra hiệu với hạng thiên thọ. Hạng thiên thọ hiểu ý, lập tức giả làm thôn dân, ngồi xổm trên đường, giả vờ đi giày, nhưng thân thể lại vừa vặn không khéo ngăn trở đường đi của ngựa lập tức hành khách hét lên, lão già này, ngươi dám ngông nghênh mang giày trước mặt lão ra sao? Mau mau cút ngay cho ta. Hạng thiên thọ tai điếc si ngốc, mờ mịt nói, ai kêu ta? Tại sao hình như có người đang nói chuyện? Người nọ giận dữ vung roi cưỡi ngựa về phía hắn, hạng thiên thọ hơi nghiêng người né tránh đầu roi, sau đó giơ chân dẫm lên, dùng lực nghìn cân đã dẫm chặt chiếc roi dưới chân. Người nọ quát, người muốn chết sao? hạng thiên thọ cười nói ta chỉ đang đi dày thôi làm sao có thể muốn chết người nọ mắng đồ khốn đáng chết hắn tức giận hét lên một tiếng trong tay cầm cây roi dài cố gắng hết sức để giật lại nhưng đầu roi như bị đè chặt hoàn toàn bất động hạng thiên thọ chờ hắn dùng hết sức lực đột nhiên buông lỏng lòng bàn chân người nọ dùng sức quá mạnh trọng tâm không ổn định lập tức ngã ngựa đầu đập vào đá máu tươi chảy ra lập tức bất tỉnh một hành khách khác tức giận nói, ngươi là ai? Sao dám trêu chọc bang tam giang chúng ta? Thân phận của hạng thiên thọ bị bại lộ, không còn giả vờ ngu ngốc nữa. Hắn đi đến bên cạnh con ngựa cười nói, tam giang bang. Đó là thứ gì? Chẳng lẽ là tam giang trong chiều, giang sung, giang rực, giang đại thanh sao? Vừa nói, hạng thiên thọ vừa kéo dây cương, hắc một tiếng, thần lực chút vào trong đó, con ngựa bị lực mạnh này kéo đi, bất giác khuỵu xuống, người nọ vừa sợ hãi vừa tức giận, rút con đoàn đao từ trên eo ra đâm vào hạng thiên thọ, hạng thiên thọ vung tay trái, hắn tới trước, tóm lấy người kia ném xuống đất, người kia rên gì, hồi lâu không đứng dậy được. Mắt thấy hạng thiên thọ võ dũng phi phàm, tần trọng hải trong lòng thầm khen, hạng đường chủ võ công lợi hại, tuy không dũng mãnh bằng ngũ hồ nhưng cũng thừa sức so tài với những nhân vật giang hồ nộ thương sơn cao thủ nhiều như mây, trên có phương tử kính, thạch cương, lục cô chiêm, lý thiết sam, dưới có giải thao, ngôn nhị nương tương đương, hạng thiên thọ thân là thiên quyền đường đường chủ, võ công kiến thức tự cũng bất phàm, đủ để đảm đương một phía trên giang hồ, giờ phút này thể hiện chút thân thủ, tần trọng hải đã sinh ra trong lòng cảm giác kinh diễm. Giải thao xuất thân Giang Nam, sau khi nghe tên Tam Giang Bang, liền nhận ra lai lịch của hai người này ngay lập tức nói, khởi bẩm tần tướng quân, Tam Giang Bang là một bang phái ở Giang Nam, tổng đà ở gần sông Tiền Đường. Hai người này một là thần Thủy Thu Vương Nhị, người còn lại tên là Thủy Lý Hoành Giải, tạ thất, ở vùng Giang Nam có chút danh tiếng. Tần Trọng Hải trước đây là mệnh quan triều đình, chủ yếu hoạt động ở Biên Cương, đương nhiên không quen biết nhân vật Giang Nam, cho nên liền hỏi, điều này thật kỳ lạ, hai người này ở hai đầu bờ Giang Nam kiếm ăn, sao lại chạy đến tây bắc hạng thiên thọ nghe được tần trọng hải hỏi chuyện lập tức cúi người xuống nói với tạ thất tạ lão huynh nhìn có vẻ vội vàng có việc chung gì sao tạ thất lẩm bẩm không không có việc gì hạng thiên thọ cười nói vậy là không có việc chung gì vậy ngươi đang làm gì riêng tạ thất cúi đầu lại không trả lời được một chữ thấy hắn không nhìn mình hạng thiên thọ lập tức ngáp dài nói ta nói giọng địa phương quá nặng. Tạ lão huynh giang nam này nghe không hiểu thổ ngữ. Hắn thối lui một bước, nhìn thường tuyết hận cười nói, thường lão đệ a à, vẫn là người tới hỏi đi. Các người đều là nhân vật phong lưu giang nam, nói chuyện chắc chắn sẽ dễ hơn. Thường tuyết hận tính tình hung ác, xưa nay hung ác dễ giết, vừa nghe hạng thiên thọ muốn cho hắn bức cung, tất nhiên là đại hỷ muốn điên, lập tức liền sông lên phía trước, Bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống. Thủy Lý Hoành Giải, tạ thất vốn dĩ uể oải ỉu xìu, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng mặt đầy dâu của Thường Tuyết Hận, liền đã nhận ra hắn, cả kinh nói, "Ngươi. Ngươi không phải là cửu mệnh phong tử của Song Long trại sao? Sao lại chạy đến Tây Bắc?" Thường Tuyết Hận nở nụ cười nói, "Hỏi rất hay. Lão tử một đường từ Giang Nam đi vào Tây Bắc, là đặc biệt tới bắt con cua béo nhà ngươi." hắn dùng tay trái túng tạ thất lên tay phải giơ con đao sắc nhọn cười nói đã ở tây bắc nhiều ngày dạo này không được ăn cá tôm thủy tộc nên thèm quá chốc lát hấp cua béo mùi vị chắc cũng không tệ đâu hắn giơ đao lên vung xuống định giết đại hoành ngay tại chỗ tạ thất hét lên đừng ăn ta đừng ăn ta hắn bị thường tuyết hận dọa đến mức lập tức tè ướt quần mọi người không khỏi bật cười khi thấy tạ thất sợ hãi đến như vậy. Thường tuyết hận vừa thấy quần ướt, lập tức nhớ tới độc dược của mình còn chưa giải hết, vội vàng hỏi, ngươi có phải là đồng tử hay không? Tạ thất không biết chuyện gì đang xảy ra, giọng run run nói, ta. Ta đã lớn tuổi như vậy, rất ít người gọi ta như vậy. Nhà ta có nồi, sẻng, có nương tử. Nếu tráng sĩ muốn dùng, để ta lấy cho thường tuyết hận tức giận nói ai hỏi ngươi cái đó tôi hỏi ngươi có phải đồng từ không tạ thất sợ đến mức sắc mặt tái nhợt như tờ giấy hắn nghĩ sao tên này đột nhiên hỏi chuyện này ta mỗi ngày hoang dâm tửu sắc làm sao còn có thân đồng từ nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của thường tuyết hận hắn vội vàng xua tay nói là không ta giữa lúc này hắn chỉ run rẩy hoàn toàn không biết làm sao tùng hạ vấn đồng tử ngôn sư thải dược khứ đó là một cảnh tượng tao nhã ở đây thường tuyết hận hỏi đồng tử ý muốn hái thuốc gần như giống nhau mọi người bên cạnh quan sát ôm bụng cười to thường tuyết hận thấy ép hỏi không ra trong lòng chỉ cảm thấy buồn bực rồi đột nhiên nhanh trí nghĩ tới một kế sách vội vàng đưa tay chỉ ra sau đầu lớn tiếng nói nhìn kìa mỹ nhân tới rồi Tạ Thất vừa nghe mỹ nữ đã đến, sắc tâm nổi lên, vui vẻ nói: "Mỹ nhân ở đâu? Chỉ cho ta xem." Vừa nói vừa nhìn theo thăm dò, thần thái gấp gáp vô cùng. Thương Tuyết Hận nhìn thấy sắc mặt háo hức của Tạ Thất, định đã phá thân, nào còn có thể là thân giấu giải dược, trong lòng cảm thấy tức giận. Tạ Thất này không biết đại họa lâm đầu, hắn thấy con đường không có một bóng người, nào có mỹ nữ đi tới? chỉ có một nữ tử ngôn nhị nương trừng mắt nhìn chính mình tạ thất cảm thấy thất vọng thở dài chỉ có lão thái bà không nhìn thấy nửa mỹ nữ thường tuyết hận cười lạnh nói tiểu tử ngươi muốn nhìn mỹ nữ chậm rãi đi địa ngục tìm đi ánh đao chợt lóe định giết tạ thất ngay tại chỗ đột nhiên sau lưng bị ăn một chân của ngôn nhị nương gục trên mặt đất ngôn nhị nương vẫn còn tức giận càng dùng đòn hiểm đánh tạ thất mọi người thấy tình huống hoang đường đó đều cười lăn lộn sau một hồi náo loạn hạng thiên thọ lại tiến lên hỏi chuyện hắn kéo tạ thất đứng dậy cười nói tạ lão huynh ta có ý tốt hỏi ngươi ngươi lại hờ hững trong chốc lát chúng ta đã đói bụng khó tránh khỏi muốn tế ngươi để nhắm rượu đến lúc đó ta không giúp được ngươi tạ thất lúc này sợ ngôn nhị nương run giọng nói không không lão huynh xin hãy giúp ta, ta không muốn ở lại đây. Nàng ta sẽ giết ta. Hạng thiên thọ cười nói, muốn giúp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào miệng của ngươi. Thường tuyết hận hung ác, ngôn nhị nương đanh đá, lão nhân hói đầu thâm sâu không lường được, đều không phải người dễ trêu chọc, tạ thất kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy bên đường còn có mấy người khác đang đứng, một người trong đó với một chiếc mũi cao và đôi mắt ưng đứng cạnh ngôn nhị nương, mỉm cười nhìn hắn, tựa hồ bọn họ là một đôi đạo tặc nam nữ trời sinh. Tạ Thất chấn động đến tê cả da đầu, chân cũng tê dại mỉm cười nói, đại gia có gì muốn hỏi cứ nói, tiểu nhân biết gì nói hết. Không nửa lời giấu giếm. Hạng Thiên Thọ thấy hắn hiểu chuyện, nhất thời hơi mỉm cười, nói, nghe vừa rồi hai người trao đổi, hình như có liên quan đến thanh y trưởng môn, có chuyện gì lớn sao? Tạ thất nhíu mày nói, đây là cơ mật bổn môn, theo lời bang chủ, nhất định không được truyền ra ngoài. Hạng thiên thọ ho nhẹ một tiếng, chỉ vào ngôn nhị nương, tạ thất sợ nhất nữ nhân này, vừa thấy nàng tới, lập tức kinh hãi nói, không có cơ mật, không có cơ mật, mọi người muốn biết, tiểu nhân một năm một mười sẽ nói hết toàn bộ. Thường tuyết hận cười nói, lão huynh thật biết thức thời, có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Tạ Thất nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt đau khổ nói, "Không dối gạt mọi người, bang chủ của chúng ta mấy ngày nay đã truyền lời, nói mấy đại môn phái đã bắt được thầy trò Cửu Hoa Sơn, nói rằng hắn trước đây là phản tặc của Nộ Thương Sơn, bọn chúng sợ hắn, sợ tặc tính của hắn không thay đổi, đã sắp xếp thẩm vấn công khai ở trúc gia trang. Bang chủ phái chúng ta đến đây xem có ai cần chúng ta giúp đỡ không?" Mọi người chỉ nghe được một nửa, sắc mặt đã trắng bệch. Hạng thiên thọ hừ một tiếng, hỏi, người ta thẩm vấn thanh y trưởng môn, tam giang bang các ngươi tới xem náo nhiệt cái gì. Tạ thất cười nói, cửu hoa sơn tràn đầy tiền tài bất nghĩa, cần phải cướp phú tế bần một chút, tam giang chúng ta thấy việc nghĩa thì hăng hái làm, phụng hiến tâm lực. Thường tuyết hận cười lạnh nói, không cần phụng hiến cái gì tâm lực nữa, mọi người đều đói rồi, đợi lão huynh hiến hai chân cua, cũng có thể dùng để nhắm rượu. Hạng thiên thọ thấy tạ thất rất sợ hãi, liền ngăn thường tuyết hận, hỏi, chuyện này là người nào chủ trì, là ai tố giác nội tình? Người có biết không? Tạ thất run giọng nói, ta, ta cũng không biết ít, hình như, hình như Trúc Gia Trang đứng ra mời mọi người. Dù sao thanh y tú sĩ đã bị bắt, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Tần Trọng Hải âm thầm suy tính tình thế, sự phục hưng của nội thương sơn sắp diễn ra, cao thủ chính giáo tự nhiên toàn lực lùng bắt dư nghiệt phản nghịch thanh y tú sĩ từng chiếm giữ vị trí thứ ba ở nội thương sơn, hiện tại là một trong tám đại trưởng môn, một khi thân phận bị người khác biết đến, tự không khỏi đứng mũi chịu xào. Chỉ là trước đây ông ấy rất tốt với mọi người, có giao tình với vài vị trưởng môn chính giáo, lại không dự đoán được sự tình sẽ đến đến nhanh như vậy, thật là không ngờ. Hạng Thiên Thọ lại hỏi Tạ Thất mấy câu, nhưng hắn chỉ là lẩm bẩm không trả lời được, đoán chừng tam giang bang địa vị thấp kém, một người thân phận thấp kém như Tạ Thất cũng sẽ không biết nhiều chuyện lớn. Ngay lập tức điểm vào các huyệt đạo của hắn, ném xuống mương ven đường để ngăn cản hắn đi mật báo. Hạng Thiên Thọ bước đến trước mặt Tần Trọng Hải, thấp giọng nói: "Thân phận của Thanh Y Trường môn đã bị bại lộ, bị các đại môn phái liên thủ vây công, sợ là giữ nhiều lành ít." ở đó có nhiều cao thủ như vậy, chúng ta nếu muốn tùy tiện động thủ, sợ sẽ không có được lợi thế gì, vậy phải làm sao? Trước đây hắn đã chịu tổn thất lớn từ thiếu lâm tự, khi nghĩ đến việc đối đầu với những danh môn đại phái này, chưa chiến đã cảm thấy kinh hãi. Tần Trọng Hải trầm giọng nói, hạng đường chủ chớ hoàng sợ. Thanh y trưởng môn là quân sư của bổn Sơn, nếu ông ấy gặp nguy hiểm, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn hắn đưa tay gọi giải thao nói giải huynh đệ huynh đi nhanh hơn bây giờ hãy nhanh chóng quay trở lại núi nhờ các huynh đệ trong trại xuất binh mã đến trúc gia trang tương trợ giải thao khinh công cái thế đương thời ngoại trừ thanh y tu sĩ e rằng khinh công của hắn là xuất sắc nhất nếu hắn dùng khinh công để quay về không qua hai ngày sẽ về đến núi giải thao đáp ứng một tiếng hai chân chìa xuống đất đã như khói nhẹ bỏ chạy Tần Trọng Hải nhìn mọi người nói, hiện nay tình thế nguy cấp. Tính mạng của Thanh Y trưởng môn đang bị đe dọa. Chúng ta phải nhanh chóng đến trúc gia trang càng sớm càng tốt. Thường Tuyết hận nghe được có đánh nhau cười nói, hay lắm. Cuộc đời lão tử thống hận nhất là đám nhãi danh danh, danh môn chính phái, chốc lát đến không thể không giết máu chảy thành sông. Mọi người đều cải trang, mỗi người đeo một tấm mạng lớn để che mặt, lập tức vội vàng lên đường thẳng đến Trúc Gia Trang. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.